Vâng, xin chào các bạn. À, xin chúc các bạn một cái năm mới có nhiều niềm vui cũng như là thành công hơn trong công việc và hoạt động kinh doanh của mình. Và tôi vừa kết thúc một cái chương trình đào tạo rất là dài, 7 ngày liên tục à, cho một cái doanh nghiệp, một cái nhóm, à, một cái team mà họ bán hàng live stream à, rất là hiệu quả, rất là chuyên nghiệp à, với doanh số à, lên tới hàng à, tỷ mỗi tháng họ muốn học thêm để họ nâng cao cái hiệu quả công việc của mình và sau một cái khoảng thời gian đi đào tạo cho họ thì uh, tôi cũng học hỏi và cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm và tôi uh, chia sẻ vắn tắt với các anh chị và các bạn trong cái uh, bài hướng dẫn trên kênh YouTube PA Marketing của tôi. Vâng, uh, cái bài này là cái bài đã nói về cái phương thức và cái kỹ năng bán hàng livestream chuyên nghiệp và có hiệu quả. cập nhật mới nhất năm 2022. và tên tôi là Nguyễn Phan Anh. là giảng viên đại học, là một cái chuyên gia về marketing online và tôi cũng được đào tạo rất là bài bản và chuyên nghiệp trên thị trường. À, có lẽ nếu mà trong khối những người mà đi giảng dạy về digital marketing hoặc là marketing online hoặc là stream streaming vân vân thì tôi tự hào là mình là một người được đào tạo rất là bài bản và chuyên nghiệp vì tôi là giảng viên đại học năm nay là năm thứ 14. và, và tốt nghiệp à, chương trình MBA à, và tốt nghiệp à, chương trình à, MA tức là thạc sĩ à, luật kinh tế của đại luật Hà Nội và, và hiện nay thì tôi cũng đang làm nghiên cứu sinh à, à, số điện thoại của tôi có hiển thị trên màn hình là 0989 62388. và Facebook cá nhân của tôi là Facebook có nick là Nguyễn Phan Anh và username là Phan Anh Online à, Các bạn có thể search trên Facebook để thấy Hoặc là kênh YouTube thì các bạn có thể vào kênh YouTube PA Marketing Vâng Thế thì uh, Tôi có thể chia sẻ với mọi người là uh, Livestream thì là một cái phương thức bán hàng rất là tốt hiện nay Đặc biệt là trong bối cảnh giãn cách xã hội 2 năm vừa qua uh, Do dịch bệnh Covid đúng không ạ Thì uh, Livestream uh, là một cái tính năng mà Facebook và Youtube đã bổ sung trong cái nền tảng của mình từ rất là lâu rồi à, Tôi nhớ có lẽ là phải từ 2014-2015 Nếu mà ai live stream từ thời điểm đó đến bây giờ Có kinh nghiệm khoảng 7 năm Thì hầu hết các fanpage đó đều bán hàng rất là tốt Hoặc là các cái Facebook profile đó đều bán hàng rất là tốt Và có số lượng đơn có thể lên tới vài trăm Thậm chí là vài nghìn đơn hàng Có thể lên tới 2.000, 3.000, thậm chí 4.000 đơn hàng mỗi ngày vâng à, thế thì hiện nay các bạn đang live stream như thế nào các bạn gặp khó khăn gì và các bạn đang cần học hỏi cũng như là nâng cấp cái gì đúng không thì chúng ta có thể xem à, một số người nên tham gia vào việc bán hàng live stream ví dụ như là các doanh nghiệp lớn các tổ chức à, những người bán hàng những nhà khởi nghiệp đã và đang bán hàng online thí à, dụ như là các bạn sở hữu chuỗi các bạn sở hữu chuỗi Bán lẻ thì các bạn hoàn toàn có thể Phát live stream đúng không ạ Bởi vì trong cái bối cảnh giãn cách Thì live stream là một công cụ tiếp xúc với khách hàng Rất là tốt và tổ chức live stream Chuyên nghiệp Đấy, Các bạn bán hàng bằng phương thức Chạy quảng cáo trên Facebook và Google Thì các bạn hoàn toàn cũng có thể Tổ chức thêm live stream Đó à, Những người mà đang khởi nghiệp Và muốn bán hàng online Hoặc là đã bán hàng online đều được thì livestream là một cái phương thức bán hàng rất là tuyệt vời bởi vì là nó về cơ bản là nó rất tiết kiệm chi phí, thậm chí là không mất chi phí đúng không? Bạn chỉ tận dụng cái nền tảng Facebook cá nhân hoặc là fanpage hoặc là kênh YouTube để bạn livestream, tức là phát sóng trực tiếp và có thể tiếp cận được hàng trăm đến hàng nghìn thậm chí hàng vạn những người xem trực tiếp đúng không? Vâng, thế thì đấy là những người nên học và nên tham gia vào vào hoạt động bán hàng bằng livestream và doanh số bán hàng cũng rất là tốt đúng không? Những người mà có lợi thế về nguồn hàng như họ là nhà sản xuất, họ là xưởng, họ có thể lấy hàng được từ đầu nguồn, đầu tổng kho hàng tổng đơn vị phân phối hoặc là nhập từ Trung Quốc về vân vân. À, những cái doanh nghiệp tổ chức những người bán hàng muốn chăm sóc khách hàng và làm thương hiệu bằng phương thức live stream đều được. Và những người muốn bán hàng live stream để tiết kiệm chi phí và tăng lượng đơn hàng và tăng doanh thu và thậm chí là rất nhiều người là người ta sẽ À, bán chính bằng phương thức live stream đúng không? Rồi thế thì uh, live stream là một phương thức mà bán hàng rất là tốt và ở Trung Quốc nó bùng nổ đến mức mà người ta gọi nó là e-commerce live stream tức là live stream thương mại điện tử. Đây là một cái phương thức rất là riêng của Trung Quốc uh, và nó cũng có sự khác biệt rất đáng kể so với Việt Nam. Bởi vì các cái nền tảng ở Trung Quốc thì họ đều có khả năng live stream. Thế còn ở Việt Nam thì hầu như hiện nay mới chỉ có ở trên Facebook và YouTube. Và một số những nền tảng khác Nhưng cơ bản đều là các nền tảng mà Mình đi xây trên cái nền tảng của người khác Mà nó không phải là của mình Đấy Các bạn có thể tưởng tượng là như ở Việt Nam Nếu mà các bạn có một chuỗi cửa hàng Có hàng trăm cửa hàng đúng không Và mỗi một cửa hàng có một cái fanpage Và bạn có thể phát hành live stream Và mỗi ngày bạn có thể có độ 20 đến 50 mắt xem Thì bạn cũng có thể tiếp cận được hàng nghìn người Và có thể tăng được doanh số Đó Thế thì À, những cái người live stream giỏi đúng không ạ họ có thể bán được hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày và có thu nhập hàng trăm triệu tiền lãi mỗi ngày và và cái đơn vị mà tôi vừa đào tạo cho họ trong thời gian gần đây thì họ cũng tiết lộ là có những tháng lợi nhuận của họ lợi nhuận dòng đạt khoảng 2 tỷ à, với doanh số bán hàng cũng lên tới mười mấy tỷ một tháng và, rất là kinh khủng đúng không ạ rất là kinh khủng và và chúng ta có thể là học hỏi những cái mô hình thành công và rút ra những cái sai lầm, những cái thất bại cần tránh và live stream thì đặc biệt là một cái phương thức bảo bán hàng không tốn chi phí quảng cáo và không tốn chi phí mặt bằng có thể giúp tăng doanh thu. Tuy nhiên thì live stream bây giờ thì cũng không phải dễ dàng. Lý do là nó đã cái tính năng này nó đã có 7-8 năm từ trước và bây giờ thì Facebook cũng có những cái hạn chế cũng có những cái gây khó khăn nhất định cho những cái người mà phát hành live stream. À, thế thì những người bán hàng ở Việt Nam thì hầu như chỉ livestream trên fanpage Và livestream trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm Nhưng mà vẫn là nền tảng facebook đúng không Và mỗi khi mà facebook nó thay đổi một cái gì đó thì Chúng ta sẽ gặp rất là khó khăn Đấy. Thế thì cái phương thức bán hàng livestream là một cái phương thức bán hàng rất là chân thực Bởi vì nó cho phép giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trực tiếp đến với khách hàng Rất là nhanh và hiệu quả Không tốn chi phí đúng không ạ và có thể làm thương hiệu cho khách hàng hướng dẫn khách hàng mua hàng vân vân và um, kỹ thuật live stream thì có thể live stream đa nền tảng và trong đó thì có facebook và youtube ngoài ra thì cũng có thể có những cái nền tảng khác hoặc là mình sẽ tự nhúng uh, ứng dụng live stream vào trên website của mình nếu có đó thế thì cái nội dung của ngày hôm nay uh, tôi muốn nói cho các bạn là vì sao vì sao các bạn uh, nên tham gia chương trình đào tạo cũng như là nên tham gia uh, live stream và đặc biệt là cái, cái nội dung mà tôi muốn nói về cái những cái, cái lý do mà các bạn live stream thất bại đúng không ạ các lý do mà live stream thất bại đấy thế thì vì sao mà chúng ta nên tiếp tục mà sử dụng live stream để bán hàng đúng không à, đó chính là chúng ta có thể biết cách chạy quảng cáo cho video đã live stream à, chúng ta có thể à, dùng các cái video giả live stream video live stream nguội để đăng lên trên fanpage của chúng ta à, chúng ta tăng tương tác đúng không ạ à, chúng ta có thể biết cách chạy quảng cáo giả live stream tung ra các chương trình khuyến mại để quà tặng chốt đơn xây dựng các cái kịch bản livestream tư vấn khách hàng vân vân Thế thì đây mới là cái nội dung chính mà tôi muốn trình bày trong cái video này bởi vì tôi nhận thấy rằng là rất nhiều bạn là rất nhiều chủ doanh nghiệp à, livestream thất bại tôi đã tư vấn và đã triển khai đã đào tạo và cũng đã trực tiếp Set up cho rất nhiều những cái doanh nghiệp và các mô hình khác nhau. thí à, dụ như trong năm ngoái thì tôi có làm cho một cái nhà sản xuất về thời trang, họ sản xuất được giá rất là rẻ. À, thế nhưng mà cái fanpage của họ cũng có năm sáu mươi nghìn lượt like, khoảng độ tám chín mươi nghìn lượt à, theo dõi. À, thế nhưng mà họ live stream thì không thành công, à, hoàn toàn không thành công. bởi vì một ngày đẹp rời người chủ nói rằng là chị muốn live stream và thế là ngày mai một cô nhân viên chuẩn bị vài bộ quần áo và thế là live stream nhưng không có ai xem cả làm khoảng hai buổi như thế không có người xem và không bán được hàng và chị chủ rất là mất mặt và cảm thấy rất là xấu hổ và thế là stop luôn không làm nữa và lý do rất là đơn giản đấy là là do là không có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cái quá trình chuẩn bị cho live stream ở đây thì tôi nói là ví dụ như là về phần cứng về phần mềm, về bối cảnh tạo ra các cái yếu tố kịch tính sáng tạo và đặc biệt là hoạt động truyền thông trước sự kiện live stream. Và lời khuyên của tôi là thí dụ như là trong trường hợp mà bạn có một cái fanpage 100.000 like hoặc là 130.000 theo dõi hoặc thậm chí là hơn 200.000, 300.000 vân vân đúng không? Bạn muốn tổ chức live stream. Mặc dù trước đây bạn chưa từng live stream thì lời khuyên của tôi là bạn cần có thời gian khoảng một tháng nhá khoảng một tháng là là đẹp và bạn sẽ lên kế hoạch truyền thông à, sự kiện livestream Thí dụ ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 dương lịch đi đúng không Thế thì bạn sẽ lên kế hoạch là mùng 8 tháng 3 bạn sẽ bắt đầu livestream một cái sự kiện nó rất là đẹp vào ngày mùng 8 tháng 3 hoặc là ngày 15 tháng 3 đúng không đấy, thì bạn sẽ livestream bạn sẽ thông báo về cái lịch đó đấy rồi bạn sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng cũ của mình về cái lịch đó và sẽ chạy quảng cáo về cái sự kiện đó rồi thì bạn sẽ nhắn tin bạn sẽ tele-sale cho các khách hàng cũ khách hàng mới rồi bạn sẽ tác bạn bè vào rồi trên các nhóm của khách hàng của mình bạn sẽ gửi SMS vân vân tóm lại là bạn cần phải có một cái kế hoạch truyền thông rất là chi tiết rất là bài bản và rất là rõ ràng từng ngày từng ngày từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba mươi để các bạn có một cái sự kiện truyền thông rất là chuyên nghiệp, chuyên sâu, tốn chi phí, tốn ngân sách và rất là bài bản chuyên nghiệp. Rồi bạn chuẩn bị về hàng hóa, bạn chuẩn bị về khuyến mại đúng không ạ? Bạn sẽ tung ra bộ sưu tập mới rất là đẹp và chỉ bán trong sự kiện livestream đó. Thế thì người ta mới người ta mới phải ăn trực nằm chờ. Người ta ngồi đợi bạn và đến ngày livestream thì người, cái lượng mắt xem nó mới lớn, đúng không? cũng như thế là bạn cũng phải chuẩn bị cả người live stream tập huấn đào tạo rồi chuẩn bị về sản phẩm quà tặng đấy, viết các kịch bản rồi live stream thử trong các hội nhóm đánh giá lại vân vân tức là bạn coi rằng là cái sự kiện truyền thông live stream này nó là một cái sự kiện rất là quan trọng để cho các hoạt động live stream nó thành công à, rất là nhiều đơn vị doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị đào tạo họ thuê tôi đi đến đào tạo cho họ đào tạo cho khách hàng của họ thì tôi nói rằng là cái hoạt động truyền thông trước live stream là cái hoạt động rất quan trọng Nhưng nhiều khi họ không nhận thức được điều đó Họ cứ nghĩ là ngày mai Facebook sẵn lại bụt phát là live Đúng không? bùng phát là live thì uh, Page thì không có lượt xem Đúng không? Đấy, không có fanpage khỏe, không có fanpage mạnh Không có nhiều like, không có lượt tương tác Page thì chưa từng phát live stream bao giờ Khách hàng chưa từng quen với điều đó Thế bụp phát live thì là không ai xem cả và một vài lần như thế thì cảm thấy là rất là thất bại đúng không hoặc là bụp phát cho lên facebook cá nhân nhưng mà không thông báo trước rồi fan facebook cá nhân của mình cũng nhiều năm nhiều tháng cũng không hề có live stream live stream tắc bụp tắc bụp thỉnh thoảng thì like cả tháng không thấy đâu không thường xuyên không liên tục không có kế hoạch không có thông báo vân vân đúng không thì chắc chắn là bạn sẽ rất là khó để thành công được đấy mà nếu mà bạn live stream trên Facebook profile thì hiện nay Facebook thường xuyên khóa Meta, đấy, công ty Meta họ sẽ khóa rồi chặn, không cho chia sẻ, không cho live stream đấy, Rồi thì đang live stream thì bị khóa mất tháng trời thì làm ăn gì được nữa đúng không? Chúng ta không live stream thường xuyên Thì đấy là ba cái lý do đầu tiên đấy, Ví dụ như một fanpage thì có thể chỉ chạy quảng cáo bán hàng mà không live stream nhưng mà đùng một cái lại muốn live stream ngay thì cũng không có khách và thiếu các cái kỹ năng live stream trên sóng uh, video uh, trực tiếp Bởi vì live stream chính là phát sóng trực tiếp đúng không uh, Cho một cô nhân viên, cho một cô em, cô cháu của mình lên uh, Nói cái trong tróc trong tróc Nhưng mà uh, thiếu cái sự truyền cảm, thiếu cái sự chuẩn bị Thiếu những cái kịch bản, thiếu những cái chương trình khuyến mại Và quan trọng nhất là thiếu người xem Thiếu người xem, uh, không có mắt xem đúng không Rồi, tiếp tục là lý do thứ sáu là không duy trì được mắt xem tự nhiên à, duy trì ổn định à, tăng dần đều nhá quan trọng là phải tăng dần đều mà lại rất nhiều người là hiện nay không biết thường bị những cái đội phần mềm những cái bạn mà chuyên làm tun công cụ lại tip là thủ thuật đấy à, gợi ý là mua mắt xem ảo à, lượt chia sẻ ảo à, thế thì ví dụ vào cái có độ 500 mắt xem cảm thấy rất là yên tâm nhưng mà chẳng có ai comment cả leo ta leo tèo thì cái hiện tượng đấy là một ngày mất 500.000 đến một triệu để có được cái lượt mắt xem ảo thì tôi nghĩ cũng không đáng kể không có tác dụng gì và tự dưng một tháng tốn mấy chục triệu Nếu mà tôi nói là không có tác dụng thì cũng các bạn sẽ nhảy dựng lên rồi những bạn làm phần mềm bảo ông này nói liên thiên rồi vân uh, vân nhưng thực ra các bạn phải hiểu được cái nguyên lý của mắt xem ảo đúng không là người ta có những cái người ta gọi vui vui đấy gọi là Facebook farm à, những cái trang trại Facebook họ có hàng trăm à, hàng trăm thậm chí hàng nghìn à, các tài khoản Facebook và hàng trăm đến hàng nghìn các cái điện thoại à, họ sẽ login log out vào và họ có xem cái cái livestream của chúng ta thật nhưng mà đấy là máy xem cái máy điện thoại nó đang tự xem và nó được điều khiển bằng phần mềm giả lập chứ không phải là người xem người xem thật thí dụ như ông Phan Anh ông ngồi xem thật và ông ấy đánh giá được ông ấy cảm nhận được ông ấy cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm mà các anh chị bán. Đấy, thế thì nhiều người cứ hỏi tôi là mắt xem ảo hay là lượt chia sẻ ảo có có hiệu quả hay không? thì quan điểm cá nhân của tôi những cái thứ đấy nó chỉ là thứ trang trí, nó hoàn toàn không đem lại hiệu quả về mặt doanh số bán hàng cho các bạn. Mà doanh số bán hàng của bạn bạn phải được duy trì bằng lượt mắt xem tự nhiên và tăng dần đều sau mỗi buổi live stream. Thí dụ như hôm nay bạn được 100 mắt, thì mai bạn 105, 110, ngày kia 120, ngày kia 130, kiểu kiểu như vậy. À, một tháng sau lên 200, một tháng sau nữa lên 300, tháng sau nữa lên 400, bạn phải có kế hoạch để phát triển được việc đó. Nó không dễ dàng, nhá. thông qua live stream, thông qua chăm sóc khách hàng, thông qua chạy quảng cáo, uh, fanpage, thông qua uh, truyền thông uh, trước trong và sau các cái buổi live stream liên tục. À, thông qua cái việc là trải nghiệm khách hàng nhận được sản phẩm tốt, vân vân thì cái lượt mắt xem nó mới lên. À, kết hợp với các cái kỹ năng livestream nói chuyện với khách hàng rất là tốt đúng không? Rồi, bước à, vấn đề à, thứ bảy, vì sao chúng ta livestream thất bại đúng không? Đấy là chúng ta có tư duy ngắn hạn, chúng ta muốn nhiều đơn ngay, nhiều mắt xem ngay. Trong khi đó thì livestream nó lại là một cái công cuộc bán hàng dài hạn hàng ngày đúng không? À, hàng ngày, hàng tháng, chúng ta ngày nào cũng có thể like một số, hai số, thậm chí ba số. À, có những cái fanpage yếu mà cứ muốn like một ngày ba số thì lấy đâu ra khách? À, page lèo tèo được có khoảng độ hai ba nghìn like mới lập. Đấy. Không, không, không chi tiền, không làm nội dung, không phát triển nội dung, à, không chăm sóc page, không chăm sóc khách hàng. Thế thì làm sao mà à, chúng ta có được? cái việc bán hàng hiệu quả bằng livestream trong dài hạn được đúng không? À, thế thì bây giờ phải tư duy dài hạn ra phải đầu tư uh, cho page, đấy, cho cái kênh mình livestream phải đầu tư cho khách hàng phải chăm sóc khách hàng, phải đưa khách hàng vào hội nhóm, à, phải chat, phải tele sale với khách hàng à, và chọn chiến lược sản phẩm tốt đúng không? À, mục số 8 đấy là rất nhiều người bán là thiếu chiến lược về sản phẩm, giá cả và cách bán, à, sản phẩm danh mục rất là nghèo nan À, giá cả thì chưa cạnh tranh à, chọn những cái sản phẩm chưa khôn ngoan thí à, dụ như là mùa đông lạnh thì bán chăn cũng được thôi nhưng mà các bạn biết là một cái chăn thì cái tiền ship nó lên tới tám chục đến một trăm nghìn một cái chăn vì cái khối lượng nó rất là cồng kềnh to trong khi đó lợi nhuận thì cũng chẳng được là bao đúng không ạ thế thì mình phải chọn những cái sản phẩm mà dễ bán những cái sản phẩm mà giá rẻ mà trong đó biên độ lợi nhuận lại tốt đúng không ạ nếu mà biên độ lợi nhuận mỏng thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để có thể tồn tại bởi vì chúng ta liên tục giảm giá, liên tục, liên tục tặng quà Đấy, có những sản phẩm bán hòa, bán lỗ có những sản phẩm bán lãi vừa, có những sản phẩm bán lãi cao Đấy, thì những cái chiến lược về sản, danh mục sản phẩm như vậy là cần phải có kế hoạch Thí dụ như tháng 3 bạn muốn doanh số bán hàng bao nhiêu quy đổi ra các nhóm sản phẩm như là mỹ phẩm à, hàng gia dụng, hàng thời trang hàng chăn màn lại rồi thì hàng tiêu dùng vân vân mình phải lên cái danh sách các nhóm trong các nhóm đấy thì mình lại tiếp tục ra từng đầu sản phẩm giá cao giá thấp như thế nào đối tượng khách hàng mục tiêu mình hướng tới là ai và mình sẽ bình ổn trong cái mức giá như vậy đúng không tiếp tục là cái lý do thứ 9 khiến chúng ta thất bại đó là chúng ta cũng có tham gia một số những cái khóa học của một số người dạy khác hoặc là một số những cái đơn vị trung tâm đào tạo xưng danh là học viện này nọ thì họ có thể là không chuyên, họ có thể không thực sự am hiểu về về cái hoạt động livestream đúng không? Tất nhiên họ cũng nói là phải có kỹ năng, bạn cũng phải có kịch bản, bạn cũng phải chạy quảng cáo vân vân. Thì khi mà tôi Google search về cái kỹ năng livestream thì tôi Google tìm kiếm thì tôi thấy là rất nhiều các bài viết của các cái Uh, trung tâm đào tạo những cái đơn vị đào tạo về các khóa học thì họ các bài viết của họ rất là na ná giống nhau uh, bởi vì họ cũng copy của nhau họ cũng tham khảo của nhau những cái bài viết như vậy và nó rất là thiếu tính thực tế uh, nó rất là thiếu tính thực tế và uh, không hiểu được bản chất của của cái việc live stream đúng không bạn muốn live stream mà đông lượt mắt xem bán được nhiều đơn mà nếu bạn đi từ 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 cái page trắng tinh nó sẽ khác từ một cái page là bạn đang có hàng trăm nghìn like nó sẽ khác à, bạn là một hot girl à, à, có những cái kênh à, à, truyền thông trực tuyến rất mạnh và bạn là một người mà à, vừa mới mẹ bỉm sữa vừa mới muốn nhảy vào nó cũng sẽ khác à, các cái nền tảng à, mạng xã hội khác ủng hộ cho bạn ví dụ như là kênh facebook cá nhân à, kênh zalo à, kênh tiktok à, và thậm chí là kênh youtube hoặc là website cá nhân Đấy, bạn rất là nổi thì uh, bạn livestream nó khác. Thí dụ như một diễn viên điện ảnh bây giờ livestream bán hàng thì uh, có thể sẽ có hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem ngay bởi vì cái tài khoản uh, Facebook hoặc fanpage của họ có lên tới uh, hàng chục nghìn đến thậm chí hàng trăm cả hàng triệu lượt theo dõi. Hay là một cầu thủ bóng đá nào đó đúng không ạ? Hay là một cái uh, bạn nữ nào đấy rất là xinh đẹp, body đẹp đúng không? Khuôn mặt đẹp, uh, tham gia các cuộc thi hoa hậu gì đó, vân vân. Thì rõ ràng là cái 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 xuất phát điểm, cái bối cảnh của người ta cũng rất là khác. Đấy. mà trong khi đó thì tôi thì tôi thư, tư vấn là tôi tư vấn dựa trên à, thực tế từng cái à, tình huống của từng khách hàng của từng học viên. À, bạn là một đội nhóm hay bạn là một cá nhân, bạn là một người bình thường hay bạn là một hot girl, bạn có tiền hay bạn không có tiền, à, các phương thức nó sẽ khác nhau. À, bạn đặt các mục tiêu lớn hay nhỏ, à, thời gian bạn đặt mục tiêu là dài hay ngắn thì nó sẽ có những lộ trình hoàn toàn khác nhau và trong khi đó các khóa học hiện nay thì cái dạy chung chung là phải nói hay phải có kỹ năng chốt đơn phải có kỹ năng live stream rồi có những kịch bản hay kịch bản thì toàn là các thầy cô những cái cô mà, mà dạy kỹ năng mềm chứ nó không phải là live stream hoàn toàn không hề khó các bạn thấy đấy tôi ngồi một mình với một cái máy tính tôi bật một cái slide nên tôi có thể nói từ sáng đến tối đúng không và các bạn biết rồi kỹ năng live stream bán hàng của tôi rất là tốt, cực kỳ tốt. Tôi live stream từ sáu bảy năm trước. Tôi live stream đấu giá, gần như là một trong những người mà tiên phong về phương pháp đấu giá đa quý và rất là thành công. Bạn có thể kết hợp nhiều những cái kiểu kịch bản live stream, tung hứng, live stream bán hàng, live stream giảm giá, live stream um, đấu giá, đúng không ạ? Live stream tư vấn, live stream trò chuyện, live stream như một chương trình game show bạn có thể làm được những đẳng cấp như vậy thì cái việc tham gia các khóa học thì cũng rất là tốt nha tôi không phủ nhận điều đó tuy nhiên là bạn cần phải chọn và bạn cũng không nên thần thánh hóa nó đúng không bạn học được những cái điều gì bạn ghi lại và bạn áp dụng cho hoạt động của mình Đấy. À, tôi vẫn khuyên là nên tham gia nhưng hãy xem xét về cái khả năng của bản thân cũng như là lựa chọn cái người dạy cho phù hợp tôi dùng từ là người dạy nhé tôi không gọi là giảng viên bởi vì giảng viên là thuật ngữ dành cho những giảng viên đại học và các chuyên gia chuyên gia là phải có 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đó thế thì tôi là giảng viên đại học và tôi đã có 14 năm giảng dạy ở bậc đại học rồi ok một số người thì copy công thức của một số fanpage đang rất là thành công họ bán nhiều họ like 3.000 5.000 mắt họ chạy quảng cáo page tích xanh vân vân nhưng mà không hiểu được bản chất tại sao họ làm được và và mình mình lại không thành công đúng không? ví dụ như họ đã live stream rất lâu năm rồi, có những cái pet tôi biết họ live năm sáu năm rồi, đúng không ạ? Pet họ rất là khỏe vậy, họ lên tới hai ba trăm nghìn theo dõi thậm chí cả triệu theo dõi, và họ đi lên từ việc bán live stream, có những cái pet thời trang họ đi lên từ bán live stream giá rẻ, sau đó họ trở thành những cái pet live stream bán hàng chất lượng hơn, và đến bây giờ một ngày họ vẫn live stream bốn năm uh, số, đúng không ạ? và thuê những cái streamer rất là chuyên nghiệp live stream Đấy, rất chuyên nghiệp đúng không? hàng hóa ra chỉ bán bằng livestream kết hợp chăm sóc khách hàng, hàng kết hợp chạy quảng cáo kết hợp với shop và đội ngũ à, tư vấn bán hàng chốt đơn rất là chuyên nghiệp thế thì họ thành công được và họ cũng phải đầu tư lên tới số tiền lên tới hàng tỷ rồi thế nhưng mình không hiểu được bản chất mình cứ nghĩ là ơ ngon mình nhảy vào đúng không tiếp tục đấy. À, có 15 cái lý do nha tiếp tục là lý do thứ 11 là chúng ta thiếu những cái kịch bản sáng tạo và hấp dẫn nhiều bạn livestream cũng cũng tôi thấy cũng rất là thạo. Thì tôi 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 dùng cái từ là giống như là thợ livestream thôi. thợ bán hàng nhân Cái sản phẩm lúc nào cũng giới thiệu là sản phẩm rất là vip. Thế thì tôi nghĩ là cái từ này cũng rất là hay. Thế nhưng mà sản phẩm thế nào là rất là vip? Bán một cái túi rất là vip, bán một cái áo rất là vip, bán một cái mỹ phẩm rất là vip, bán một đôi giày rất là vip và một cái dây lưng rất là vip. Tôi không hiểu là rất là vip là gì đúng không? Thế thì tôi muốn là mọi người có những cái kịch bản nó sáng tạo hơn, nó hấp dẫn hơn, nó chi tiết hơn. Đấy, bằng chứng là mọi người cần phải có cái sự chuẩn bị về à, từng sản phẩm, chuẩn bị từng cái kịch bản cho từng sản phẩm một. Ví dụ như tối nay 21 giờ mình live stream, mình dự kiến là live stream 20 mã hàng này. Thứ tự ra từng mã hàng, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 20, đúng không? Đấy, rồi à, chương trình khuyến mại đi kèm với nó rồi cái này bán giá cao cái kia bán giá thấp rồi cái này trước cái này sau cái này tặng đúng không ạ khi mà mắt xem nó giảm thì phải làm gì để tăng nó lên khi mà mắt xem nó tăng làm gì để chốt khi mà đang chốt hăng thì làm gì để tăng được tỷ lệ chốt cao lên đúng không thí dụ như là cho số tài khoản chốt đơn ngay đấy cứ sản phẩm rất là vip sản phẩm rất là vip cực kỳ vip con hàng này cực kỳ vip tôi đấy là những cái mà tôi cho rằng là thiếu cái sự đầu tư thiếu cái, cái sự suy nghĩ về sáng tạo và hấp dẫn về chi tiết cho khách hàng. Mình có thể nói về công dụng, mình có thể nói về mô tả sản phẩm, mình có thể nói về cách sử dụng, mình có thể nói về cách phối đồ, cách trưng bày và mình cũng nên có những cái bối cảnh background sau mình nó đẹp, ánh sáng được đầu tư bài bản chuyên nghiệp, đúng không? Các ánh sáng trắng, các ánh sáng vàng để làm cho cái ánh sáng nó trong suốt nó ấm lên nó đẹp lên rồi background của mình có thể là một cái showroom background của mình có thể là một cái tủ đồ nếu mà mình bán hàng đồ trang trí thì background của mình nó phải là một cái góc trang trí vân vân thì nó sẽ tốt hơn rồi bản thân mình lên live stream thì mình cũng ăn mặc nó rất là kỹ tôi có một cái bạn học viên của tôi bạn ấy rất là xinh xinh lắm bạn ấy bán trang sức live stream của bạn ấy mắt xem cũng chỉ khoảng độ trăm hai trăm ba trăm rưỡi gì đó thôi nhưng mà bạn ấy bán rất là ổn bán tốt kết hợp với bán facebook cá nhân bán fanpage bán hội nhóm mắt xem không cần nhiều lắm nhưng mà bạn ấy livestream rất là kỹ khi mà bạn lên hình thì tôi thấy là rất là xinh đẹp đầu tóc trang điểm rất là đẹp ăn mặc rất là lịch sự cao cấp toàn hàng hiệu vân vân thì những cái đấy là những cái sự đầu tư rất là bài bản về cho người live stream cho chính mình và tất nhiên là phải có cái đầu tư về tài chính và các cái sản phẩm người ta bán phải phù hợp nữa đúng không? Cho còn ngày nào cũng vào mà vẫn thấy một cái nhóm sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy thì uh, dần dần là sẽ bị mất khách, rớt khách. Uh, người ta nói một cái câu vui vui như này chúng ta đều lớn cả rồi nói câu vui vui nữa nào. Uh, bí quyết để bạn trở thành một người tình được hấp dẫn đấy là bạn sẽ làm tình một kiểu với nhiều người hoặc là bạn phải làm tình nhiều kiểu với một người. Thế thì khi bạn livestream cũng như vậy, nếu bạn livestream đúng một kiểu liên tục như thế thì nó sẽ dần dần nó sẽ chán. Mà khách mới thì bạn lại không có, bạn không tăng được lượt like, bạn không chạy quảng cáo, bạn không chạy quảng cáo livestream tích xanh, bạn không chạy quảng cáo bài viết thông thường để tăng traffic về vân vân, bạn không ép xe không chia sẻ nói chung là lượt mắt xem không tăng và lượng khách hàng mới không tăng thế thì dần dần nó sẽ nhàm nó sẽ dụng cách bạn like nó nhàm sản phẩm bạn like nó nhàm đúng không ạ và người ta biết bài của bạn ví dụ như là có một cái sản phẩm nhưng mà cái ép người ta chia sẻ mãi xong rồi người ta được quà thì có 10 người được quà nhưng chỉ tặng có một người thôi ngày xưa thì làm như thế thì được bây giờ làm như thế không được đâu người ta bảo lừa đảo đấy đúng không À, không nghiên cứu về sản phẩm và tâm lý khách hàng à, để mà à, chốt đơn à, có nhiều người live stream thì nói bậy nói tục đúng không thế thì nói bậy nói tục cũng không xấu thế nhưng mà cái nhóm khách hàng đấy người ta không thích nói bậy không thích nói tục hoặc là nói bậy nói tục ở ở ngoài chúng ta trò chuyện với nhau thì được nhưng mà trên live stream mà, như thế thì một số khách hàng người ta cảm thấy shock đúng không người ta chưa sẵn sàng cho việc đó và người ta sẽ bị cái tâm lý người ta sẽ không thích đúng không tiếp tục đấy là chúng ta cũng không chăm sóc khách hàng sau bán chương trình không có ưu đãi không có quy cách phục vụ phần mềm không có phần mềm live stream phần mềm quản lý live stream quản lý đơn hàng vân vân không tính toán được các chỉ số đo lường chi phí nhân sự rồi thì hàng tồn rồi hàng quay đầu vân vân đấy thì khiến cho là có hiện tượng là lãi giả lỗ thật và có thể hợp tác với một nhóm sau đó thì bị tan đàn xẻ nghé bởi vì không có những cái thỏa thuận về uh, hợp tác kỹ uh, ai làm gì uh, tiền năm như thế nào uh, rồi thì chia chác ra sao cách tính chi phí vân vân uh, quản trị rủi ro thí dụ như là uh, mình uh, cuối tháng mình cộng sổ mình lãi nhưng mà mình chưa tính đến hàng hoàn chưa tính đến hàng quay đầu chưa tính đến hàng tồn vân vân thì đây là một số những cái uh, chia sẻ cho các bạn là vì sao các bạn livestream thất bại đúng không? Nó có 15 15 cái tất nhiên nó còn có hơn nhưng mà tôi liệt kê ra như vậy. Một là không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phần cứng, phần mềm, bối cảnh, tạo kịch tính và đặc biệt là truyền thông trước sự kiện. Không có fanpage hoặc là Facebook cá nhân khỏe, ổn định, nhiều like, nhiều lượt theo dõi đúng không? Không livestream thường xuyên và bị khóa, không có lịch trình đúng không? À, ví dụ chỉ chạy quảng cáo thôi mà đùng một cái là muốn live stream à, Đòi hỏi ngay mà không có một cái kế hoạch chuẩn bị kỹ à, Thiếu cái kỹ năng live stream trên sóng đúng không? Đây là do nhân viên sự nghèo nàn trong kịch bản à, Không duy trì được mắt xem mà không tăng được lượng mắt xem và ỉ lại các tool, các tip Đấy, Tư duy thì ngắn hạn Trong khi đó live stream thì rõ ràng là một cái, cái việc bán hàng dài hạn Đấy, rồi Thiếu các cái chiến lược về sản phẩm và giá cả Không tạo ra sự đột phá đúng không? tham gia một số chương trình khóa học của người dạy của các cái đơn vị đào tạo không chuyên và không đưa ra được những cái bản chất phù hợp cho từng cái đối tượng là người học khác nhau sao chép cái công thức thành công của một số fanpage một số người bán hàng livestream thành công nhưng mà chưa hiểu được bản chất ví dụ như là họ lấy được hàng hàng rất là rẻ nhưng mình lấy hàng nó đắt họ ôm một lúc nghìn cái túi nhưng mình ôm có 5 cái túi thôi đúng không thì mình không thể cạnh tranh được với họ thiếu kịch bản sáng tạo và hấp dẫn, thiếu sự đầu tư nghiêm túc vào cái hoạt động live stream bán hàng của mình, đấy, thiếu tài chính, thiếu danh mục sản phẩm, không nghiên cứu về sản phẩm và tâm lý khách hàng và phương thức live stream, không đổi mới, đúng không? rồi không chăm sóc khách hàng sau bán, rồi thiếu kỹ năng quản lý đội nhóm, vân vân. thì à, đấy là một số những cái mà tôi rút ra trong mấy tháng vừa qua tôi có đào tạo và tư vấn và huấn luyện một một cho rất nhiều các cái Chủ doanh nghiệp và những người bán hàng livestream à, các bạn hoàn toàn có thể à, kiểm chứng các thông tin của tôi à, thông qua à, số điện thoại là ba tám tám kết Zalo với tôi à, đúng không ạ sẽ nhìn thấy là hồ sơ của tôi có đúng hay không email là fan online gmail.com à, Facebook cá nhân là Facebook.com fan online à, fanpage thì hình như là fanpage là marketing bốn 4.0 à, và học viện PA marketing và website thì là À, pa marketing vn và đặc biệt là cả kênh youtube của tôi nữa là kênh pa marketing thì các bạn có thể liên hệ, các bạn có thể uh, chia sẻ, các bạn có thể trao đổi, đặt câu hỏi và nếu mà các bạn cảm thấy muốn tham dự các cái chương trình đào tạo, các cái chương trình tư vấn và tôi cam kết là đào tạo và tư vấn có hiệu quả uh, cho các bạn, uh, cho cá nhân uh, chủ doanh nghiệp và cho doanh nghiệp những nhà khởi nghiệp. Uh, tên tôi là Nguyễn Phan Anh là giảng viên đại học và uh, chuyên gia về marketing online. À, từ năm 2008 đến nay và năm nay là năm 2022 rồi à, như tôi nói đấy chính là 14 năm và mà trước đó thì tôi cũng đi làm uh, sale cho rất nhiều đơn vị và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn là uh, đã uh, quan tâm theo dõi uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tôi chia sẻ tiếp theo xin cảm ơn